sư thời nay nhiều hình thức tà đạo, đội lốt chánh đạo, truyền bá các tư tưởng sai trái đi ngược với chánh đạo, mang nhiều hậu quả cho thế hệ đời sau. Nhiều người chưa nắm rõ cốt lõi của chánh đạo là gì, nên không thể chiếu kiến và nhận thức rõ ràng đâu là tà, đâu là chánh để có một chánh tính thật sự mạnh mẽ nhằm mục đích ngăn ác làm lành. Nay con mong sư chỉ ra cốt lõi của chánh đạo, dùng cùng các biện pháp để đối chiếu nhận biết chánh và tà, và các kinh nào là kinh gốc lời dạy chân chính, không xuyên tạc, không có phần thêm bớt từ lời Phật dạy, để chúng con có ý thức đúng đắn và nhận biết chính xác giữa các hệ phái tà đạo tinh vi. Mong sư luôn truyền bá điều này để thế hệ chúng con giữ vững niềm tin có chánh kiến rõ ràng và không bị vô minh mê lầm tin vào ngoại đạo, ghe bè nhóm hành động không chân chính. Con thấy đây là điều vô cùng quan trọng trong thế giới ảo nhiều. Thật thì vẫn có nhưng không dễ gì tìm thấy được. Trên các trang mạng tự do tuyên truyền phát ngôn gây hiểu sai vấn đề. Xin thỉnh lời căn dặn của sư. Cái vấn đề đó, thưa quý vị, là đâu có ai nhận mình nói tà pháp đâu. Khi mà nói thì ai cũng nhận mình nói chánh pháp hết đó. Và đó là cái vấn đề. Bây giờ sư nói là sư nói chánh pháp, một cái người khác họ cũng nói là họ nói chánh pháp. Bây giờ ai cũng nói chánh pháp hết thì biết đâu mới chính xác là chánh pháp. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Ngay cả đó, cái cơ sở đầu tiên để mà chúng ta đối chiếu là kinh và luật. Thứ nhất là kinh Tạng Nikaya, thứ hai là Tạng Luật, ba là Tạng A Tỳ Đàm. Chúng ta đối chiếu với kinh và luật. Những gì mà vị đó nói đó, mà nó tương ứng với kinh, tương ứng với luật, thì chúng ta có thể tin được. Nhưng mà nhớ giùm sư, sư chỉ có một lời đề nghị như vậy thôi. Cái chuyện gì mà vị đó dạy, làm ơn, làm phước hỏi vị đó. Dạ thưa sư, bây giờ cái mà sư vừa mới giảng, cái mình thấy ngộ đó, và bây giờ con muốn tìm hiểu thêm á, thì không biết là con tìm hiểu ở cái bài kinh nào. Và nếu như thật vị đó nói chuyện mà căn cứ theo kinh tạng là vị đó phải chỉ ra cho bằng được. Và khi mà vị đó chỉ ra thì cũng làm ơn làm phước mở ra mà coi. Chứ nhiều khi chỉ ẩu á, rồi mình ý rồi mình không có mở ra mình coi, rồi nó tầm bậy ở trong đó mình không biết. Thí dụ như bây giờ một cái vị nào đó nói bây giờ tôi có cái thiền năng lượng não bộ gì đó, thì cũng làm ơn làm phước á, cũng đảnh lễ đàng hoàng, đảnh lễ đàng hoàng hỏi vị đó, dạ bạch ngài, bây giờ con muốn tìm hiểu cái vụ mà thiền não bộ này nè, ở trong kinh tạng á, hoặc là chú giải thì con có thể tìm ở chỗ nào đó. Nhưng mà nhớ nha, nhớ nhóm người lên trước, để thí dụ như người ta gọi là thẹn quá, người ta quê đó, người ta xách cây người ta được thì mình chạy kịp. Còn nếu như á, mà đúng thì vị đó có thể chỉ đây đó, có trong cái bài kinh này thì mình mở ra mình đối chiếu. Thì đây là lời đề nghị của sư. Chứ còn thời nay thì xin thưa đâu có ai mà dán cái nhãn tà đạo lên trên mặt đâu. Và không biết cái vấn đề này thì sư Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Dạ kính thưa hai vị đức, kính thưa quý vị. Riêng bản thân sư thì sư đồng ý nhất cái quan điểm của Đức Thanh Tuệ, có nghĩa là cái vấn đề mà tà hay chánh á, khi mà nói đến á, nhất là thời buổi bây giờ á, giống như là khi quý vị nghiên cứu về lĩnh vực thiền đi, thì đa phần á, đều dùng chưa thấy nha, đa phần chưa thấy đều dùng cái từ rất là mỹ miều, nghĩa là thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ, hay là dạy thiền theo đúng là đúng trong kinh điển Nikaya, thường là như vậy. Cho nên á, khi mà nói một cái người nói mà ở đây á, quý vị hỏi là biện pháp để đối chiếu nhận biết như thế nào, thì để đủ gọi là năng lực á, gọi là cái năng lực mà để nhận, để đối chiếu và nhận biết chánh tà, thì bản thân á, cái vị đó đó là mình á, xem mình đủ năng lực không cái đã. Tại đôi khi á, là cái năng lực mình yếu á, thì tà á, mình tưởng là chánh, mà chánh mình lại tưởng là tà. Đó là một sự nguy hiểm. Vậy bây giờ cái câu hỏi ở đây á, câu hỏi ở đây là
làm thế nào để nghe nhận biết được và đối chiếu được, đúng không? Trong khi bây giờ cái chánh và tà đôi khi rất là tinh vi, đúng không? Cái sự nhận biết rất là tinh vi. Thì cho xin có một lời khuyên cho quý vị á, để nhận biết một cái gì á, mình cũng cần phải có một kiến thức nhất định. Mà kiến thức nhất định đó, đó là kiến thức nền tảng. Quý vị phải chịu khó tìm những cái đầu sách, ví dụ quý vị tìm hiểu về Phật giáo Theravada, quý vị tìm những cái đầu sách của các vị thiền sư, các vị pháp sư mà có uy tín. Thì bây giờ chúng ta đặt thêm câu hỏi nữa, làm sao biết được một vị thiền sư, vị pháp sư nào có uy tín, đúng không? Đây là một câu hỏi rất là nhức nhối mà rất có nhiều Phật tử hỏi sư. Sư ơi, bây giờ thấy thấy sách đó, số lượng sách đó, ngay cả trong nguyên thủy mình là rất là nhiều nè, thì làm sao mà để phân biệt được? Thưa quý vị, là thường thường một cái đầu sách đó, mà được chấp nhận được á, là quý vị đọc á, quý đề đọc cái đầu sách đó, đầu tiên là tác giả, quý vị tìm hiểu cái nguồn, cái tên tác giả là từ đâu, đúng không? Có nghĩa là cái vị, ví dụ như cái vị này, cái vị sa đo này đi, vị sa đo ví dụ ngài Xí Lá Anh Đá đi, ví dụ gì đó đi, thì vị phải tìm cái tác giả đó, cái ngài này là nguồn gốc là ở đâu, ngài này là ở bên Miến Điện, nhưng mà sao nguyên tiểu sử ngài sao như thế nào, đúng không? Rõ ràng thì mình khi mình đọc á, đúng không, rồi mình dựa vào đó đó mình có kiến thức nền tảng. Kiến thức nền tảng là quan trọng nhất. Rồi khi mà mình có kiến thức nền tảng một cách vững chắc rồi đó, rồi mình mới nghiên cứu Phật pháp á, lĩnh vực sâu hơn. Giống như mình chưa biết gì sâu về vi diệu pháp, hay là chưa biết gì về lĩnh vực thiền, đúng không? Mà mình đi á, mình đi mình đọc mấy sách mà giống như là về duyên sinh duyên hệ này nọ, mà thì đó là, thì cái đó là cái trở ngại thôi vậy. Thì quý vị làm sao quý vị biết được cái căn gốc? Như quý vị phải tìm hiểu thế nào là cái đức tin, thế nào là cái niềm tin chân chánh, thế nào là nghiệp, đúng không? Thế nào là tâm tâm quy ngũ giới, đúng không? Thì từ đó cái nền tảng quý vị phân biệt được đó, đâu là chánh đâu là tà. Rồi khi mình đọc các nguồn sách đó đó, rồi mình cùng đồng thời mình phải đối chiếu với kinh kinh tạng nữa, đúng không? Như đây Đức Hạnh Tuệ có nói, sư có rất đồng ý, có nghĩa là khi bất kỳ một vị nào, thậm chí là thiền sư hay pháp sư lỗi lạc, đúng không, thì mình có quyền mình hỏi là cái điều mà sư nói là cái đó là sư nói trong quan điểm của sư, hay là nằm ở trong kinh nào, đúng không, hay thậm chí nằm ở trong chú giải nào, đúng không? Thì ở đây á, sư xin kể một cái vị nghe một cái sự kiện mà xảy ra ở trong tàng luật á, ở đại phẩm 2 ở trên Kusanbi. Thì cái lúc bấy giờ á, là hội chúng bị chia rẽ, thì ngài Sa Lợi Phất á, ngài Sa Lợi Bồ Tát mới hỏi Phật có làm sao mà để phân biệt được người nói mà chánh pháp và người nói phi pháp. Thì Đức Phật mới dạy ngài á 18 cái chi pháp mà để phân biệt được là người nào nói chánh pháp, người nói phi pháp. Thì ở đây sư chỉ nói vắn tắt thôi để cho quý vị hiểu là mình cần phải học cái nền tảng vững chắc. Rồi mình mới tiến hành mình phân biệt được có 10 cái 18 18 cái điều nè mà Đức Phật dạy cho ngài Sariputta. Khi mà quý vị có kiến thức nền tảng rồi, nắm vững rồi, thì quý vị mới hiểu được á là đâu á là điều phi pháp, đâu là chánh pháp, rồi người nào mà nói chánh pháp là lại cho phi pháp, rồi cái điều nào á là không phải luật á lại cho là luật, rồi cái điều nào á là đúng luật lại cho là phi luật, rồi cái điều nào á là không phải Phật ngôn lại cho Phật ngôn, đúng không? Và điều nào á Phật ngôn lại là cho là không phải là Phật ngôn, đúng không? Còn cái điều nào á là pháp hành của Đức Phật á lại cho là không phải là của Đức Phật, và những điều nào Đức Phật không thực hành á cho pháp hành á thì lại nói của Đức Phật, và điều nào Đức Phật á không ban hành điều học á thì lại nói là lại, có nghĩa là cái điều mà Đức Phật không ban hành á cho là điều học cho Đức Phật dạy, và cái điều học á do Đức Phật dạy cho rằng á không phải do Đức Phật, và cái điều nào á không phải tội thì cho là tội, mà tội lại cho là không tội, tội tội nhỏ cho tội lớn cho tội nhỏ, còn tội có thể sám hối thì nó thì lại cho là không thể sám hối, còn tội không thể sám hối thì lại cho thể sám hối, trọng tội lại cho là không phải trọng tội, mà không phải trọng tội lại cho là trọng tội. Thì để đạt được cái 18 điều phân biệt mà Đức Phật dạy ngày sau chúng ta nè, đó đến một cái level đó, đúng không, thì quý vị phải có một cái
kiến thức, cái nền tảng vững chắc đó, thì mới gọi á, sư mới gọi là cái tiêu chuẩn á, cái tiêu chuẩn là phân biệt đâu là chánh pháp, đâu là phi pháp. Còn mà khi quý vị kiến thức nền tảng quý vị còn yếu á, còn yếu, và quý vị ham thích học những cái cao siêu á, nền tảng quý vị không không có vững á, thì xin thưa, nãy sư đã nhấn mạnh đây đó, đôi khi á là tà đạo quý vị tưởng là chánh đạo, mà chánh đạo quý vị lại hiểu nhầm là tà đạo. Rồi xin kết thúc cái câu trả lời này, không biết hay Đức còn bổ sung gì thêm. Xin mời sư Xuất Khá. Tại vì quý vị biết là sư Xuất Khá đó là cũng là hồi xưa đó nha, hồi xưa lịch sử hồi xưa là cũng từng xuất gia ở Phật giáo Phát Triển, và sau thì xuất gia ở Phật giáo Nam Truyền. Cho nên là cũng là lào thông kinh sử Đông Tây Kim Cổ là biết hết. Cho nên là không biết là vấn đề này thì sư Xuất Khá sẽ có cái nhìn như thế nào. Sa thú Đại Đức, Đại Đức nói quá. Sư Xuất Khá cũng mới tu đi thôi. Thú thiệt là mấy cái cũ đó mình bỏ qua hết để mình học Phật Pháp thôi. Mấy cái mới này thì bản thân sư năm nay mới là năm thứ tư bước vô đạo Phật giáo Theravada. Thì sư cũng xin hai đại đức quan hỷ cùng chư vị, thì sư cũng xin bổ sung cái câu trả lời này thêm cho một cái ý nó hoàn chỉnh. Sư không nói mình là hoàn chỉnh nhất, nhưng mà có thể một cái góc độ nào đó thì các bạn chư vị có thể hiểu một cách nào mà nó thuần duyên hơn. Chúng ta hay bị lầm giữa chánh pháp và tà pháp, và tu chỗ nào là ngộ đạo và tu chỗ nào là đúng chánh pháp. Bây giờ là sư chia sẻ thật lòng cái hiểu biết của sư. Ở đâu có bát chánh đạo, ở đâu có tứ diệu đế, ở đâu có giới, chắc chắn ở đó các bạn tu sẽ được thành tựu. Xin hết ạ. Thì thưa quý vị đó, sư Tuệ Tường cũng có nhắc quý vị một vài việc, đó là chúng ta phải có nền tảng giáo lý đó, thì để chúng ta mới phân biệt được. Và sư Xuất Khá cũng bổ sung thêm một chuyện đó, đó là ở đâu á, ít nhất mà chúng ta phải biết ở đâu mà có tứ đế, ở đâu có bát chánh đạo, thì cái chuyện chúng ta thực hành đúng theo bát chánh đạo thì ở đó chúng ta được an lạc hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.